Lúc mình mua xe thì mình không có bằng lái, mình vẫn còn đang đi học. Nhưng mà mình thật sự rất là cần để lái xe để đi làm. Thì lúc đó mình đã có một thời gian mình lái xe không có bằng lái rồi các bạn. Sau này thì mình làm giáo viên dạy lái xe, mình làm gọi driving instructor. Nhưng mà mình đã từng lái xe không có bằng lái rồi. Mình nói cho các bạn biết cái câu chuyện này để cho các bạn tránh, chứ không phải mình khuyến khích các bạn để làm theo mình. Ngày xưa mình đã làm sai, mình không muốn các bạn bắt chước mình để các bạn làm sai nữa. Bây giờ thì mình chia sẻ tiếp câu chuyện của mình. Và các bạn thấy đó, như những video trước mình nói các bạn, thì mình làm có 8 đồng à. Thì làm sao để nó tăng từ 8 đồng lên 18 đồng? Mình cho người chủ biết giá trị của mình như thế nào để cho mình có được cái số tiền mà mình mong muốn, để mình có thể lo cho cuộc sống của mình chứ. 8 đồng như vậy mình làm bao nhiêu tiếng để đủ? Các bạn thử nghĩ đi, 8 nhân cho 8 là một ngày mình làm được cái 64 đồng à. Cho dù một tuần mình làm 5 ngày luôn đi nữa, chứ đây là mình chưa tính đi làm, đi học nha các bạn. 64 nhân cho 5 là được bao nhiêu các bạn? Có 300 đô, 300 mấy, làm sao đủ 300, 300 mấy đô. Thì mình phải làm sao để mình làm tốt công việc của mình, cho chủ biết được cái giá trị của mình, để mình rồi sau đó là mình học, mình cố gắng mình học tất cả những cái việc nào mình có thể học được, chủ có khả năng cho mình học được, để mình học để mình tăng cái số tiền đó lên. Thì những video tiếp theo sau mình sẽ chia sẻ với các bạn. Hôm nay mình sẽ kể cho các bạn nghe câu chuyện của cuộc đời mình tiếp theo nữa nha. Thì mình mới qua Úc thì mình đi chơi chung với người Việt, ở gia đình người Việt, bạn bè người Việt, làm công ty người Việt. Sau khi mình làm nhà hàng đó rồi, mình cũng làm một cái công ty warehouse logistics của người Việt. Bạn bè mình chơi người Việt thì mình thấy như thế này. Có những người mình chơi á thì họ chỉ có biết đi làm công không thôi, và sau đó về nhà họ nhậu nhạt, rồi thỉnh thoảng cuối tuần hoặc là có thể thường xuyên họ đi lên casino đó. Mình mới suy nghĩ trong đầu mình, mấy anh chị này chỉ biết đi làm công không à, mấy cái cô chú này chỉ đi làm công thôi. Vậy làm sao mình phải chơi với những người làm chủ? Mình phải chơi với sếp mình, mình phải học hỏi ông sếp mình. Thì lúc đầu sếp mình cũng không biết mình là ai hết, chỉ biết mình là một người đi qua đây đi học rồi vậy thôi, chứ mình không biết. Thì mình sẽ cố gắng hết sức mình tiếp cận và mình sẽ làm sao đó cho họ biết cái giá trị của mình. Thì mình nói với sếp, mình nói là mình có hẹn, mình có nói là hôm nay mình có thể, con có thể nói chuyện với chú được không? Cái họ nói ok, sau giờ làm ở lại nói chuyện. Thì mình ở lại mình nói chuyện với người ta. Thì mình trong giờ làm thì mình có thể sáng sớm mình vô sớm xíu, mình nói ok chú có thể cho con 5-10 phút để mình nói chuyện không, mình có nói thẳng thôi. Cái xong rồi mình sau một thời gian bạn làm nữa, bạn phải làm cho người ta thấy trước bạn là một người lao động giỏi, bạn người sản xuất giỏi các bạn, chứ không phải mà bạn cứ nói cho người ta biết là bạn muốn nói chuyện với họ thì họ biết chắc trong lòng bạn là bạn muốn tăng lương rồi chứ không có gì đó. Mình cũng nói, mình biết chắc là mình sẽ nói chuyện tăng lương, nhưng mình không có nói trực tiếp chuyện tăng lương. Mình chỉ nói cho họ biết sau một tháng mình làm cho người ta thấy được cái sự lao động của mình như vậy, như vậy, như vậy. Mình làm việc tốt hơn gấp nhiều lần người. Mình một mình có thể làm thay thế 2 hoặc 3 người luôn các bạn. Lúc đó mình còn trẻ, còn lúc đó 24 tuổi, rất là khỏe. Nên mà mình chơi thể thao rất là nhiều nữa, nên mình chấp luôn á. Mọi người làm, mà mình làm không phải là mình làm khỏe không các bạn, mình cũng phải suy nghĩ cái đầu nữa, mình làm mình sắp xếp công việc như thế nào, và mình làm có hợp với lại những cái người xung quanh không. Cái đó mình sẽ nói video clip sau, nhưng mà cái này mình nói lúc mà bạn tiếp xúc với lại ông chủ của bạn và người sếp của các bạn. Mình nói cho con nói chuyện với chú 5-10 phút sau giờ làm được không, thì nói ok rồi bắt đầu tới nói. Thì mình tới mình nói với người ta như thế này, hồi ở Việt Nam thì nói chung mình với ổng không biết gì nhau hết. Mình nói hồi ở Việt Nam con có làm qua những cái công việc như thế này, như thế này, như thế này. Thì đó mình kể cho ổng, hồi Việt Nam mình có kinh doanh cái này, làm máy vi tính như thế này, có đi học về ngành này, có làm kinh doanh quán karaoke rồi này, này, này như vậy. Thì chú có những công việc nào đó, hoặc là chú có những cái máy vi tính, chú muốn sắp xếp, lắp đặt cho những cái người ở dưới kho, hoặc là những cái công những cái văn phòng thêm nữa. Con có biết thêm kiến thức cái ngành này, ngành này, ngành này. Chú có cần thì gọi con để con làm thêm cho chú. Ok. Mình nói ngày hôm trước, ngày hôm sau ông kêu vô trong phòng làm liền các bạn. Nếu các bạn không dám can đảm để bạn mở miệng ra bạn nói, thì các bạn sẽ không có cơ hội. Cơ hội nó nằm trong tay các bạn nè. Các bạn không có mở miệng để các bạn nói, bạn không có dám can đảm, thì bạn sẽ mất cái cơ hội đi các bạn. Cái cơ hội không phải, nó không phải nó cứ
đến cho bạn hoài đâu. Và lỡ bạn làm một thời gian rồi, lỡ có người nào giỏi hơn bạn thì thay thế bạn thì sao? Thì bạn phải chớp cơ hội đó, bạn phải tự tạo cho mình cơ hội. Cơ hội bạn phải tự tạo, đừng để cho người khác tạo cho bạn cơ hội. Bạn phải tự tạo cơ hội rồi bạn cho người ta thấy cái giá trị của bạn, cho người ta thấy giá trị của bạn trước. Lời nói bạn phải đi đôi với hành động của bạn, có nghĩa là bạn phải làm tốt thì họ nói ok. Thì đã rất là nhiều người đã nói tốt cho mình, tại vì mình làm chung với những người xung quanh đó, người ta nói mình biết liền, nói ok Tâm đã làm cái này, nó Michael làm tốt như vậy, như vậy như vậy như vậy rồi ok. Khoảng một tháng sau mình thấy ông chủ cũng rất hài lòng với mình rồi, lúc này mình mới nói cho con cái cơ hội để nói chuyện chú ok. Rồi ông kêu mình vô văn phòng, nói ok chú có cái máy máy vi tính đó, con lắp ráp cho chú rồi cài đặt đi. Thì mình sẽ hỏi ok máy này chú muốn lắp ráp ở đâu, rồi chú muốn cài đặt win gì, rồi bắt đầu mình hỏi xong hết rồi mình nói ok chú muốn lắp ráp ở trên lầu đúng không, ở văn phòng của những cái người làm Q, ở trong phòng phòng QC ok. Mình bưng cái máy lên lầu, mình sắp ráp sẵn rồi, mình đi dây đi nhợ rồi mình cài Windows rồi này nọ hết các bạn, rồi mình cài tất cả những cái phần mềm cần thiết cho họ, rồi bắt đầu mình kêu họ vào ok anh chị mình nói chuyện với Tây nha bạn, không phải người Việt Nam đâu nha. Trong công ty đó là công ty người Việt, nhưng mà trong đây có những cái nhân viên người Việt Nam, người nước ngoài các bạn. Thì đó, người ta tới, người ta sắp xếp, người ta coi. Rồi người ta mình nói ok mình đã cài đặt xong rồi, anh chị coi coi máy vi tính nó có vấn đề gì không. Thì anh chị coi có gì em sẽ coi cài đặt lại rồi có thể là chỉnh sửa lại cho anh chị. Người ta vô, người ta kiểm tra, người ta xài, người ta thấy tốt rồi, người ta nói good. Rồi mình xuống mình báo lại ok anh chị đó, anh chị này đã gắn máy cho người ta rồi, người ta rất là hài lòng. Ok chú còn có việc gì khác cho con làm nữa không? Bạn làm xong bạn phải báo cho người ta biết công việc đã xong rồi, bắt đầu chú đưa những công việc khác cho mình làm đó các bạn. Một thời gian khoảng 6 tháng 7 tháng thì mình đã làm được nhiều việc rồi, bắt đầu mình không có cần hỏi họ các bạn. Trong vòng cái đó là mình nói 6 tháng là mình đã được lên tới chức gọi là manager, cái phần cái bộ phận mà những cái hàng tồn kho rồi các bạn. Đó là mình quản lý luôn cái đó. Cái anh làm bộ phận đó anh lên làm cái chuyện khác, còn mình được giao cái phần đó luôn, mình vừa làm vi tính mà mình được làm cái đó luôn các bạn. Đó là cái kinh nghiệm của mình đó các bạn. Sau 3 tháng này từ 8 đồng mình được nâng lên 18 đồng một giờ các bạn. Mình làm được việc như vậy, khi mà họ đấy kêu mình làm như vậy, khi mà trong văn phòng không có việc, khi không có cần lắp ráp máy vi tính hay máy vi tính ai không có hư gì hết, thì mình lại đi xuống với lại warehouse mình làm những cái việc khác các bạn. Mình không bao giờ để cho mình thoải mái, mình lại đi xuống dưới kho mình nói chuyện những anh thủ kho để mình hỏi anh làm như thế nào, chỉ cho mình cách làm, rồi mình nói cho người ta chỉ cho mình cách chạy xe forklift, rồi chạy xe để mình tập ở ngoài ở bên ngoài trời trước, rồi sau đó mình tập ở đó là xe forklift gas để mình tập ở ngoài trời xe ga đó các bạn, nâng hàng xuống hàng. Mình nói ok anh ơi anh vô nghỉ đi cho em phụ anh chút xíu, rồi bắt đầu mình phụ nâng hàng xuống đưa hàng lên rồi này nọ, mình nói tập nói chuyện với tụi Tây rồi này nọ, mình nói chuyện với họ rồi mình làm, mình tập hết cái này tới cái kia, hết việc này tới việc kia, xong cái xe đó rồi mình lái rành rồi ok. Mình nói ok bây giờ bên trong nhà cho em tập thêm lái xe điện ở bên trong nhà nữa, rồi em tập cái ba lịch jack mấy cái tay cái nâng ba lịch bằng tay, mình tập hết tất cả các loại máy móc trong cái hãng nó có cái gì mình tập hết các bạn. Rồi bắt đầu tập lái xe, sau một thời gian mình thi lái xe đậu rồi. Rồi bắt đầu mình tập lái qua xe truck nữa. Đó các bạn, mình tập đây đây không phải là mình tập để mình làm cái nghề đó, mình tập để mình biết các bạn. Người ta chỉ mình leo lên ngồi kế cái ông mà chạy xe truck á, mình hỏi: "Anh ơi cái này phải lái làm sao, kinh nghiệm sao làm sao làm sao?" Nếu mình chịu học hỏi mà mình nói chuyện thật lòng với người ta và mình nói chuyện với người ta dễ thương với người ta sẽ sẵn sàng chỉ cho các bạn hết các bạn, người ta không có gì hết. Bạn bạn đừng có nói chuyện sao cho để cho người ta ghét là được. Bạn cứ nói thật thà ra. Có những người trong cái hãng đó mình làm, bây giờ hiện tại có những người mình còn rất là thân với mình. Và mình các bạn biết, bây giờ vẫn còn liên lạc với mình, vẫn còn chơi với mình. Và vẫn còn nấu đồ ăn cho mình ăn. Hiện tại bây giờ cũng còn đó các bạn. Thì có những người chú, người ta vẫn còn chơi với mình. Và các bạn biết ngày xưa đó, sau khoảng 1 tháng, 2 tháng mình làm ở đó, mình quen với người này người kia. Thì các bạn biết là có những người chú thương mình đến nỗi là không nói mình khỏi nấu ăn đi, để chú nấu cho mình ăn luôn các bạn. Nấu cho mình một phần để mình ăn trưa, rồi nấu cho mình thêm một phần nữa để mình tối mình về, tại lúc đó mình ở một mình, về nhà mình có đồ ăn luôn các bạn. Nói các bạn cố gắng sống, các bạn hãy thể hiện mình, và các bạn không phải thể hiện là show off cho, biểu diễn cho người ta thấy, mà bạn hãy sống chân thành thật thà với mọi người. Thì làm sao mà mình được cái gì đó?
những cái đó, thì mình cố gắng mình sẽ làm, mình nói chuyện với họ, mình thật thà với họ, mình chia sẻ với họ, rồi mình đưa ra cái giá trị với mình, thì làm sao được như vậy. Thì lúc đó mình thi bằng lái xe đậu rồi, thì cái chú đó nói con có thể giúp chú dạy lái xe chú được không, thì mình hướng dẫn cho người ta, mình dạy cho người ta, mình bỏ thời gian ra với người ta, rồi mình chỉnh sửa cho những cái thói quen mà lái xe không tốt của người ta, rồi từ 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 mình tăng lên các bạn. Mình là một cái người rất là bình thường, mình không có gì giỏi hơn các bạn á, có điều là mình rất là ham học hỏi, thì cái đó nó sẽ giúp mình trở thành một cái người học hỏi rất là nhanh và mình tiến bộ rất là nhanh. Và mình mong muốn là những cái kiến thức của mình chia sẻ cho các bạn thấy đó, để các bạn có thể học hỏi, các bạn có thể áp dụng, để các bạn có thể thành công và bạn có thể có được sự giàu có, và bạn có thể có được cái sự thịnh vượng trong tương lai của các bạn. Các bạn hãy đừng làm một con zombie, bạn đi tới chỗ làm mà bạn không biết bạn hôm nay làm gì, bạn cũng không thèm quan tâm. Bạn hãy cố gắng mở rộng cái đầu óc mình ra để mình đi làm, để mình còn học hỏi, để tương lai mình ra làm chủ nữa, chứ không phải mình suốt đời mình đi làm công các bạn. Rồi, mình kết thúc video chia sẻ của mình ở đây. Mình chia sẻ với các bạn mỗi video một chút xíu về cuộc đời của mình và rút ra bài học cho các bạn. Các bạn nhớ nha, đừng có lái xe mà không có bằng lái, nó phạt rất là nặng. Ngày xưa mình may mắn không có bị cảnh sát dịnh lại. Nhưng các bạn không biết các bạn có may mắn như mình hay không, nên các bạn đừng có lái xe mà không có bằng lái. Các bạn hãy có bằng lái trước khi các bạn lái xe. Còn nếu không thì các bạn hãy chạy lái, gọi Uber nó chở bạn đi, hoặc là bạn có thể đi public transport, thì phương tiện công cộng. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn những video chia sẻ tiếp theo của mình. Cuộc đời tôi.